Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân chương 1006, chúng ta đánh cược đi Xin lỗi, sếp tô đã nói nếu người của tập đoàn hãn vũ tới thì không tiếc Cô Lễ Tân vẫn mỉm cười một cách máy móc Lê Văn Vân nhíu chặt lông mày Anh nhìn về phía Liễu Ngọc, Liễu Ngọc cũng mờ mịt lắc đầu, bộ dáng không biết phải làm sao Nếu như hai người không có chuyện gì khác vậy xin mời về cho Lúc này cô Lễ Tân tiếp tục nói Lê Văn Vân sờ mũi, sau đó gật đầu đáp, "Được thôi." Nói xong anh và Liễu Ngọc đi ra ngoài cửa, đồng thời anh lấy tài liệu ra xem, sau khi xem xong anh lại nhíu mày nói, hình như anh thật sự không quá hiểu về mấy cái thứ này. Về mảng làm ăn kinh doanh, thật sự anh không quá hiểu biết, lần này anh tới đây cũng chỉ phụ trách việc đàm phán mà thôi. Đương nhiên cái gọi là đàm phán kỳ thực cũng đã động tới một chút quan hệ. Người gác đêm bảo vệ thế giới này thứ mà thế giới trả lại cho bọn họ cũng rất lớn. Sản nghiệp của người gác đêm trải rộng khắp các ngành nghề, hơn nữa trong đó đa số đều là những lão đại cầm đầu, bao gồm cả tô chiết bên này, Lê Văn Vân cũng có đủ mối quan hệ. Anh chỉ biết tập đoàn Hán Vũ bên này đã bỏ ra rất nhiều công tác sơ bộ ở đây, lượng đầu tư rất lớn, sau đó người của tập đoàn Trấn Hương ăn tiền nhưng không muốn giao dự án vào trong tay tập đoàn Hán Vũ. Liễu Ngọc Cạn lời, bên này có một khu du lịch đang khai thác, Lúc trước là tập đoàn Trấn Hưng này trúng thầu, vừa hay tập đoàn Hãn Vũ bắt đầu gia nhập vào Tô Chiết nên đã liên hợp với bọn họ để cùng khai thác. Dự án đầu tư này cực lớn, khoảng chừng đã đầu tư mấy chục tỷ. Tình hình hiện tại chính là khi khai thác được một nửa, bên phía tập đoàn Trấn Hưng đã lọc ra một số sơ sót trong hợp đồng, muốn đòi dừng hợp tác với chúng ta. Dự án này hình như tập đoàn Hãn Vũ đã khai thác mấy năm nay rồi. Lê Văn Vân nghe đến đây, sắc mặt hơi biến đổi, Nói, ý chính là tập đoàn Trấn Hưng muốn nuốt hết số tiền này à? Đúng vậy, Liễu Ngọc nói, hơn nữa hình như không dừng thì ở giữa cũng có công ty khác nhúng tay vào. Hiện tại suy nghĩ của Trấn Hưng chính là tạm dừng hợp tác với bên này rồi lại lần nữa tiến hành khai thác với người của công ty kia, ăn tiền hai bên. Lê Văn Vân liếm môi nói, à, giống như quay một vòng quay, tin tức mật này tập đoàn Trấn Hưng có biết không? Tập đoàn Trấn Hưng cũng là một trong 500 công ty hàng đầu của đất nước cũng coi như là một trong những công ty hàng đầu ở vùng Tô Chiết này. Giá trị thị trường của nó là khoảng 150 tỷ nhân dân tệ, tương đương với quy mô của tập đoàn Hán Vũ hiện tại. Liễu Ngọc nói, nhưng mà bọn họ chủ yếu tham gia vào ngành công nghiệp thực phẩm và niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Gần đây, do vấn đề tạm dừng hợp tác với tập đoàn Hán Vũ mà thị trường chứng khoán của tập đoàn Hán Vũ chúng ta đã giảm rất nhiều, mà cổ phiếu của bọn họ đã tăng lên gần 10 tỷ. Audio điện tử võ tấn bền Trong lúc hai người bọn họ đang thảo luận ở trước cửa ra vào, cô Lễ Tân lúc nãy đã đi tới mỉm cười nói, hai vị, mong hai vị đừng đứng ở trước cửa công ty tôi có được không? Lê Văn Vân quay đầu nhìn thoáng qua cô gái, sao thế, đứng ở cửa công ty các cô thì chướng mắt à? Tôi đã nói rồi, xếp tô chúng tôi sẽ không gặp hai người đâu. Cô gái đáp, vậy ư, Lê Văn Vân sờ mũi sau đó cười hì hì nói, cô gì ơi, cô có tin chỉ 3 phút sau là xếp tô của các cô sẽ chạy xuống như con chó cầu xin tôi đi vào không? Cô lễ tân hơi sừng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường nói, chỉ dựa vào anh ư. Ngay cả xếp lôi của tập đoàn hãn vũ các anh còn không làm được nữa kia. Đúng vậy, chỉ dựa vào tôi. Lê Văn Vân cười nói, hay là chúng ta cược thử xem, chỉ trong 3 phút là xếp tô của các cô sẽ xuống đây cầu xin tôi nếu mà tôi làm được thì cô phải hôn tôi một cái thế nào hừ cô lễ tân nói với vẻ đầy khinh thường nếu mà anh không làm được thì sao không làm được thì để tôi hôn cô một cái lê văn vân cười hì hì nói cút cô lễ tân cạn lời nói hai người mau đi đi nếu không tôi gọi bảo vệ đấy lê văn vân hơi mỉm cười anh lấy điện thoại ra tìm số lý thu rồi nhấn nút gọi lão đại chuyện đã xong chưa rất nhanh chóng ở đầu dây bên kia đã truyền tới giọng nói của lý thu vẫn chưa xong anh có quen tô tín không chủ tịch tập đoàn trấn hưng giờ tôi đang đứng dưới lầu công ty ông ta ông ta làm khó tôi không cho tôi lên đó lý thu hơi sửng sốt nói tôi biết người này tôi lập tức nghĩ cách liên hệ giúp anh sau khi nói xong lê văn vân cúp máy nhìn cô lễ tân xinh đẹp cô có thể bắt đầu tính giờ được rồi Cô gái hơi xứng người sau đó bật cười lạnh một tiếng, anh đừng có mà khoác lác ở đây. Hai người mau đi đi, bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài. Đuổi tôi đi à, Lê Văn Vân vẫy tay nói, cũng không cần đâu, bây giờ tôi có thể đi, đợi lát nữa thì cô đừng có mà hối hận đấy. Mau biến đi, rõ ràng cô Lễ Tân không tin lời Lê Văn Vân nói, bắt đầu cao giọng đuổi người. Lê Văn Vân nhún vai nói, chúng ta đi thôi. Liễu Ngọc hơi sửng sốt nhưng mà cô ấy thấy Lê Văn Vân đã xoay người rời đi, cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo, đi tới bên cạnh xe, Lê Văn Vân ngồi thẳng vào trong xe. Liễu Ngọc tưởng Lê Văn Vân sẽ ngồi trong xe chờ, cô ấy cũng trực tiếp đi theo anh lên xe, kết quả cô ấy hoàn toàn không ngờ rằng sau khi lên xe, Lê Văn Vân lập tức khởi động máy. Anh, anh không đợi tô tín xuống à? Vẻ mặt Liễu Ngọc ngây ra, Tuy rằng không quá hiểu biết về chuyện trên thương trường nhưng mà anh biết chuyện đàm phán này chúng ta phải là người nắm thế chủ động. Thu Thu đã nói anh ấy có thể giúp chúng ta xử lý được người này, vậy thì anh tin anh ấy. Anh nghĩ hiện giờ người đang sốt ruột có lẽ là Tô Tín kia mới phải. Lê Văn Vân cười tủm tỉm nói, vì vậy chúng ta cứ chờ ông ta chủ động tìm đến mình đi. Muốn nuốt tiền của tập đoàn Hãn Vũ Ư, anh thấy ông ta không muốn sống nữa rồi. Ở cửa tập đoàn Trấn Hưng Cô lễ tân xinh đẹp nhìn thấy Lê Văn Vân và Liễu Ngọc đã rời đi, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói: "Hừ, loại đàn ông này chẳng có bản lĩnh gì cả, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc chiếm lợi, hơn nữa lại còn dùng cách quê mùa cục mịch như thế, đúng là khiến người ta buồn nôn." Hừ, cô ta hừ lạnh một tiếng, xoay người quay về chỗ làm việc. Có rất nhiều cô lễ tân xinh đẹp đều đang chờ đợi để quyến rũ, câu được những quản lý cấp cao của công ty hoặc là những kẻ lắm tiền khác. Cô ta vừa mới quay về chỗ ngồi làm việc của mình đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu chọc đang hoang mang bối rối chạy ra từ chỗ thang máy. Ông ta nhìn xung quanh khắp nơi, sau khi phát hiện đại sảnh không có người, ông ta chạy ngay tới quầy lễ tân hỏi vừa rồi có phải có người đến tìm tôi không? Nói là muốn gặp tôi sau đó bị cô cản lại. Cô lễ tân sừng sốt, một sự bất an dâng lên từ trong lòng cô ta, khuôn mặt xinh xắn của cô ta toát mồ hôi lạnh, đáp lời vừa rồi đúng là có người đến tìm anh nhưng mà anh ta nói anh ta là người của tập đoàn Hán Vũ, sau đó tôi đuổi anh ta đi rồi. Tập đoàn Hán Vũ, người của tập đoàn Hán Vũ làm sao có thể tìm được Tần Lão chứ? Hơn nữa Tần Lão còn nói những lời như vậy, Tô Tín vô cùng nhức đầu, ông ta vội vàng nhìn quanh bốn phía, thế bọn họ đâu rồi? Vừa nãy, tôi mới đuổi bọn họ đi rồi. Giọng điệu của cô Lễ Tân đã mang theo một giọng khóc nức nở, cô ta nhìn ra được chủ tịch tập đoàn Trấn Hưng lúc này đã tức muốn hộp máu đuổi đi rồi ư, Tô Tín chỉ cảm thấy đầu mình như bị sét bổ xuống, ông ta vỗ một cái lên quầy lễ tân, hung hăng trợn mắt liếc nhìn cô lễ tân, lớn tiếng mắng tôi trở về sẽ xử lý cô sau. chương 1007, Nguyên Do Tô Tín lao ra khỏi phòng, rõ ràng ông ta không thể nào tìm được Lê Văn Vân nữa. Khuôn mặt ông ta đã có vẻ hơi sốt ruột. Tập đoàn Hán Vũ, đương nhiên ông ta không hề lo sợ, Đại bản doanh của tập đoàn Hán Vũ cũng không nằm ở khu vực Tô Chiết này. Đại bản doanh của tập đoàn Hán Vũ lại ở Lâm Hải. Bọn họ tới Tô Chiết chỉ là khách ngoại lai mà thôi. Hợp tác với tập đoàn Trấn Hưng cũng chỉ là tập đoàn Hán Vũ muốn mở ra một điểm quan trọng, mấu chốt của thị trường bên này. Lần này ông ta tóm được một số sai sót về phương diện công thương của tập đoàn Hán Vũ, thậm chí bản thân còn chủ động đi tạo ra một số sai sót nhỏ, muốn nuốt khoản đầu tư giai đoạn trước của tập đoàn Hán Vũ ở đây ông ta không cảm thấy người của tập đoàn Hãn Vũ có thể làm gì được mình. Nếu như muốn lôi pháp luật đạo lý ra, ông ta cũng nắm giữ một số sai sót của tập đoàn Hãn Vũ. Nếu muốn nói đến thế lực, tập đoàn Hãn Vũ dù có vươn tay cũng không chạm được tới vùng tô chiết này. Thế nên đối với tô tín mà nói, ông ta hoàn toàn không lo lắng về tập đoàn Hãn Vũ, lôi bân chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng mà vừa mới rồi ông ta nhận được một cuộc điện thoại, một cuộc gọi khiến ông ta căng hết ra đầu trong giới kinh doanh tô chiết người có địa vị tối cao là tần lão đã gọi điện cho ông ta có lẽ tần lão không phải người giàu có nhất ở tô chiết nhưng mà ông ta thực sự có mối quan hệ rộng nhất với những người ở tô chiết bên này thậm chí đến cả sự phát triển tập đoàn trần ưng của tô tín cũng không thể thoát khỏi có liên quan mật thiết đến tần lão đại đa số các gia đình giàu có đều phải nể mặt ông ta vài phần trong điện thoại tần lão tức giận mắng ông ta một trận nói ông ta quá phô trương, vậy mà lại không tiếp đãi người ta. Ông ta suốt ruột hoảng hốt chạy xuống dưới, kết quả lại có người nói với ông ta rằng, người tới tìm ông ta chính là người của tập đoàn Hãn Vũ. Ông ta không biết tại sao Lôi Bân lại có thể liên lạc được với Tần Lão, lúc này ông ta đang căng hết cả đầu óc, da đầu đã sắp nứt ra. Xếp tô, là anh đã hạ mệnh lệnh nói là không tiếp người của tập đoàn Hán Vũ mà. Tô tín đen mặt quay trở lại đại sảnh tòa nhà văn phòng, lúc này cô lễ tân xinh đẹp đã vội vàng chủ động nói đúng vậy cô ta biết rằng vẻ mặt lúc nãy của tô tín đã đứng bên bờ vực bùng nổ nếu như cô ta không chủ động xuất kích thì rất có khả năng tô tín sẽ trút giận lên đầu cô ta tô tín nghe thấy câu này khuôn mặt lại càng đen hơn ông ta nhìn chằm chằm vào cô lễ tân kia lạnh lùng hư một tiếng xoay người đi lên lầu đồng thời vừa đi vừa lôi di động ra cúi đầu khom lưng nói cái gì đó trong điện thoại cô lễ tân ngây người đứng đó. Hành động vừa rồi của Tô Tín, không cần nghi ngờ gì nữa, đã chứng minh được đúng như lời Lê Văn Vân đã nói trước đó, anh không phải đang khoác lác. Nếu như vừa rồi cô ta thực sự đánh cược với Lê Văn Vân thì chắc chắn Lê Văn Vân sẽ thắng. Nghĩ tới đây cô ta không nhịn được nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài đương nhiên không còn bóng dáng của Lê Văn Vân đâu nữa. Lê Văn Vân lái xe chạy tới địa điểm Lý Thu tổ chức buổi hôn lễ, trên đường đi, điện thoại của Lê Văn Vân vang lên, là một số lạ gọi tới. Alo, Lê Văn Vân cười tùm tìm nhận cuộc gọi, hỏi, xin hỏi ông tìm ai vậy? Xin hỏi, là anh Lê phải không? Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói có chút khép nép e rè, nói tôi là tô tín của tập đoàn Trấn Hưng. Ồ, người của tập đoàn Trấn Hưng không nói chuyện với tập đoàn Hãn Vũ mà. Lê Văn Vân cười tùm tìm hỏi, có việc gì sao? Đầu điện thoại bên kia, Tô Tín có một loại xúc động muốn chửi một câu mẹ nó, mẹ kiếp không phải các người tới tìm tôi hay sao? Cái đó là hiểu lầm thôi, chắc là lễ tân công ty nhớ nhầm rồi, tôi đã đuổi việc cô ta rồi. Tô Tín vội vàng nói, không biết anh tìm tôi có chuyện gì không? Lê Văn Vân sờ mũi, trong lòng mắng một câu lão cáo giả sau đó lên tiếng lạnh nhạt nói, thật ra cũng chẳng có chuyện gì đâu, bây giờ ông đã biết tôi đại diện cho tập đoàn hãn vũ tới đây, thì chắc hẳn phải biết mục đích của tôi là gì thế mà ông lại dám ăn tiền hai chỗ, lá gan cũng lớn quá nhỉ. Tô Tín cười khổ một tiếng, "Cái đó, anh Lê, chuyện này đúng là tôi làm không đúng, tôi trả lại toàn bộ vốn đầu tư giai đoạn đầu của tập đoàn Hãn Vũ cho các người." Anh đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, chuyện này cứ thế mà cho qua đi. "Trả lại cho chúng tôi ư?" Lê Văn Vân khẽ cười một tiếng, "Nếu như tôi không đến tìm ông, nếu như tôi không có mối quan hệ này thì chắc là ông định nuốt hết số tiền này đúng không?" sắc mặt Tô Tín hơi khựng lại, sau đó vội vàng hỏi, vậy tôi. Nói một chút về yêu cầu của chúng tôi đi, Lê Văn Vân nhàn nhạt đáp lời, dự án này nếu như hai bên đã ký hợp đồng với nhau, ông lại tùy tiện tìm một số lý do để hủy hợp đồng, đây là chuyện không có đạo lý. Tập đoàn Hán Vũ chúng tôi nhất định phải lấy được dự án này, hơn nữa giá còn phải thấp hơn lúc trước một khoản mới đúng. Sắc mặt Tô Tín khó coi, ông ta ở đầu dây bên kia im lặng thật lâu mới nói tiếp, anh Lê, Tôi sẽ bồi thường thêm một chút tiền cho các anh, anh xem thử xem được không? Dự án này chúng tôi đã ký với doanh nghiệp khác rồi, thật sự không cách nào cho anh được. Đây không phải là tôi đang cân nhắc, yêu cầu của tôi đã nói rõ rồi, về phần có thể làm được hay không thì đó là vấn đề của các ông. Nếu các ông đã làm sai chuyện gì trước, vậy thì hậu quả tự nhiên sẽ do các ông chịu trách nhiệm, không thể nào để cho tập đoàn Hãn Vũ chúng tôi ra mặt giải quyết hộ cho ông được. Tự bản thân ông suy nghĩ lại đi tôi sẽ ở bên này cho ông thời gian ba ngày lê văn vân nhàn nhạt nói nói xong anh liền định cúp điện thoại lúc này tô tín vội vàng nói anh eo a a kỳ thật tôi và sếp lôi trước kia cũng là bạn bè khá thân với nhau lần này sở dĩ muốn hủy hợp đồng cũng là do tôi có nỗi khổ không nói được hả sắc mặt lê văn vân hơi thay đổi nói ông nói thử xem ông đang gặp phiền phức gì tôi tô tín cười khổ một tiếng nói khu du lịch đang khai phá kia thực ra là trên một hòn đảo nhỏ, là một hòn đảo có khoảng cách rất gần với Tô Chiết. Chúng tôi và tập đoàn Hãn Vũ đã khai phá được khoảng một nửa, nhưng trước đó không lâu có một doanh nghiệp tìm đến tôi. Bọn họ như thể là doanh nghiệp bên ngoài, bọn họ lấy tính mạng của người nhà gia đình tôi để uy hiếp, đưa ra cái 4 tỷ đô la, yêu cầu tôi nhường lại hết quyền khai phá đầu tư vào hòn đảo nhỏ này giao cho kẻ đó. Tính mạng cả gia đình bị đe dọa, Lê Văn Vân nhíu mày lại hỏi thêm, ông không biết đường báo cảnh sát à? Tôi, anh eo a a, chúng tôi đều là vì kiếm tiền mà thôi, không cần phải cược lớn như vậy đâu. Mà đám người kia, thậm chí tôi còn đang nghi ngờ bọn họ không phải người, bọn chúng quá khủng bố, tôi tận mắt chứng kiến một tên trong số bọn họ đi đến trước mặt tôi, chỉ vỗ một cái đã vỡ nát chiếc bàn trong phòng làm việc của tôi. Tôi, tôi không dám dây vào bọn họ, hơn nữa giá cả mà đối phương đưa ra cũng rất hấp dẫn nên tôi mới thỏa hiệp hử lê văn vân sờ mũi nói có người như vậy sao vậy ông đưa tư liệu của bọn họ cho tôi xem anh lê tôi khuyên anh một câu thật sự đừng trêu chọc vào đám người này tôi cũng không còn cách nào thế nên tô tín cắn chặt răng nói tôi xem tài liệu xong tự mình sẽ có quyết định riêng ông cứ đưa tài liệu của đám người đó cùng với sản nghiệp công ty bọn họ cho tôi xem qua một chút lê văn vân bình tĩnh nói được thôi tô tín gật gật đầu nói nói đoạn Lê Văn Vân cúp điện thoại. Chuyện gì vậy chứ? Liễu Ngọc có chút không hiểu lắm. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, khẽ mỉm cười nói, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là người của khu tội ác, hơn nữa kẻ có thể ra cái giá cao như thế, ở khu tội ác chỉ e cũng phải là nhân tài cực kỳ có địa vị mới có thể làm được. Chương 1008, thời buổi rối loạn. Nói xong, anh nhíu chặt lông mày. Đây là nguyên nhân người của khu tội ác không nên xuất hiện ở thế giới bình thường những kẻ này không tuân thủ pháp luật, mà sức chiến đấu của bọn họ đối với những người bình thường khác mà nói, hoàn toàn là tình huống không thể phản kháng. Làm ăn với bọn họ chính là xem ai có thế mạnh hơn. Bọn họ không phải không thể ra ngoài hay sao? Sắc mặt Liễu Ngọc hơi thay đổi nói. Khu tội ác đã lưu lại một ấn tượng không hề tốt đẹp gì đối với Liễu Ngọc, bóng ma tâm lý trong lòng cô ấy bắt nguồn từ khu tội ác. Cô ấy biết đó là một thành phố như thế nào, cũng biết được rốt cuộc con người ở thành phố đó là như thế nào. Vì vậy khi nghe thấy Lê Văn Vân nói, cô ấy theo bản năng cảm thấy hơi sợ hãi. Ở trong mắt cô ấy, người của khu tội ác đa phần là kẻ giết người không chấp mắt. Những người này mà xâm nhập vào thế giới bình thường, thì chính là một sự uy hiếp cực kỳ lớn đối với người thường. Yên tâm đi, người gác đêm sẽ đổi bọn họ đi. Lê Văn Vân mỉm cười nói, chỉ là anh không ngờ rằng lần này tập đoàn Hán Vũ lại gặp phải những người này, đợi anh lấy được tài liệu rồi xem xem rốt cuộc là kẻ nào chuyện này không có vấn đề gì quá lớn liễu ngọc gật đầu nói ừ đợi sau khi anh trở về lâm hải khoảng thời gian này ngoài lúc ra ngoài đi làm ra em cố gắng đừng đi đâu cả cũng nhắc cả bố mẹ anh nữa lê văn vân cười nói anh sẽ sắp xếp cho đám người bác sĩ phạm dọn đến gần tiểu khu ở gần mọi người hơn một chút đợi sau khi kết thúc hôn lễ của lý thu ở bên này lê văn vân phải đi đến khu tội ác một chuyến lần này phải tốn một khoảng thời gian dài lúc anh không ở đây anh vẫn lo lắng cho sự an toàn của bố mẹ mình liễu ngọc ngoan ngoãn gật đầu nói em biết rồi lê văn vân gật đầu xe đi thẳng về phía trước rất nhanh chóng điện thoại anh đã nhận được tài liệu về công ty mới kia cùng với người đại diện theo pháp luật v v đại diện pháp luật là một người tên là sa trấn vũ lê văn vân không hề biết kẻ này sau khi tới khách sạn anh đưa hết thông tin của sa trấn vũ cho đao ba bảo anh ta cùng đi điều tra với đám người ở khu tội ác kia xem rốt cuộc kẻ này là ai. Tiếp theo, anh đi cùng với Liễu Ngọc làm thủ tục nhận phòng. Trở về phòng, sắp xếp đồ đạc xong, điện thoại anh bất chợt vang lên. Anh cầm di động nhìn thoáng qua, phát hiện là đao ba gọi đến, Lê Văn Vân nhận điện thoại hỏi biết là ai chưa? Chưa biết tên xa Trấn vũ này là ai, nhưng mà trong số những cái tên mà anh gửi qua đây có người mình quen biết đấy, đó là Châu Sâm, đến từ khu phía nam khu tội ác, hơn nữa còn là tên cầm đầu mấy thế lực lớn ở khu phía nam. Trong điện thoại truyền tới giọng nói của Đao Ba. Cầm đầu thế lực đỉnh cấp ở khu phía nam ư? Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. Khu phía nam khu tội ác, Lê Văn Vân rất ít giao tiếp với người bên này, thánh chủ khu phía nam cũng là một người cực kỳ kín tiếng. Lê Văn Vân nhíu mày rất chặt, nói, một thủ lĩnh của thế lực đỉnh cấp ở khu phía nam nhưng lại không lộ mặt đứng đầu, thế lực này khá thú vị đây. Lê Văn Vân sờ cầm, tiếp tục nói, được rồi, tôi biết rồi. À mà hôn lễ của Lý Thu còn hai ngày nữa đúng không, đến lúc đó tôi cũng qua đó chơi một chút. Đào ba vội vàng nói. Được đấy, Lê Văn Vân bật cười nói, chẳng lẽ anh ta không mời anh chắc. Có mời, Đào ba cười hì hì nói, nhưng mà chuyện này phải có anh đồng ý mới được, tôi ở bên này thống lĩnh hơn ngàn người ở khu tội ác mệt lắm chứ. Chật chật, Lê Văn Vân phàn nàn vài câu, sau đó cúp điện thoại sau khi ngắt máy, anh sờ cầm trầm tư. Không biết tại sao anh cứ cảm giác thấy chuyện mà tập đoàn Hãn Vũ gặp phải không hề đơn giản như vậy, có điều anh cũng lười nghĩ nhiều. Ở khu tội ác không thể có kẻ nào vượt qua được trình độ của Hot hơn nữa cho dù là Hot Seas thì Lê Văn Vân hiện tại cũng đủ nắm chắc có thể hạ gục kẻ này. Sau trận chiến ở dãy núi Aspen, Lê Văn Vân có thể cảm giác được thân thể của mình đã lột xác, hiện tại anh đã lớn mạnh tới mức nào có lẽ đến chính bản thân anh cũng không rõ khả năng chỉ có khi đối mặt với tiêm quỷ màu vàng một lần nữa thì anh mới có thể nghiệm ra được, hoặc là đánh một trận với Trác Nhất Minh để biết mình đang ở trình độ nào. Nhưng mà Trác Nhất Minh chỉ có thể chém một đao, Lê Văn Vân không thể nào thật sự đánh nhau với ông ta được. Nhưng mà anh có thể xác định được, hiện tại bản thân chắc chắn đã ở trên trình độ của Hot Seas. Vì vậy mà kệ chuyện lần này là ai đi nữa, anh chắc chắn có thể đối phó được. Nếu như nhóm người này đã dùng cách như vậy để vào thế giới bình thường, Phá vỡ quy củ, Lê Văn Vân thân là người gác đêm cũng phải đến dạy dỗ bọn họ một bài học mới được. Sau khi xác định xong, Lê Văn Vân lôi điện thoại ra gọi điện cho Tô Tín, sau khi bên kia nhấc máy, anh lạnh nhạt nói, ông hẹn với Sa Trấn Vũ ra ngoài nói chuyện một chút, ngày mai tôi sẽ đích thân đi gặp người này. Tô Tín im lặng hồi lâu, sau đó mới cười khổ gật đầu nói, được rồi, tôi sẽ liên lạc với bên kia, ngày mai gặp lúc nào? Buổi trưa đi, Lê Văn Vân cười nói. Ngày kia là đám cưới Lý Thu, Lê Văn Vân tính toán phải giải quyết xong xuôi mọi chuyện vào trưa ngày mai để buổi tối bọn họ có thời gian chuẩn bị đám cưới cùng với Lý Thu. Được, đầu điện thoại bên kia, Tô Tín đồng ý nhận lời. Sau khi cúp máy, Lê Văn Vân vươn vai xoay eo đi ra khỏi phòng. Đám người Lý Thu đã chờ ở tầng 1, Lý Thu định sẽ dẫn đám người Lê Văn Vân đi tham quan phòng tân hôn của mình một chút. Tới đại sảnh tầng 1, Lê Văn Vân liền phát hiện đám người phạm nhược tuyết ai nấy đều có vẻ nghiêm nghị. Lê Văn Vân đi tới gần, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lên xe đi rồi em nói tiếp. Phạm nhược tuyết thở dài một hơi. Đoàn người đi ra khỏi khách sạn, bước lên xe, đi về phía đám cưới của Lý Thu. Lê Văn Vân lại đang nghe Phạm Nhược Tuyết nói chuyện. Tiêm quỷ xuất hiện ở bên ngoài bắc cảnh. Đúng vào lúc này, Phạm Nhược Tuyết chợt thở dài một hơi nói, hệ hoa chúng ta ở bên này, Du châu xuất hiện một con, ở bên Europa, Bắc Mỹ cũng có rất nhiều nơi bọn chúng liên tiếp xuất hiện, có điều đều là tiêm quỷ màu lam. Nghe tới đây, sắc mặt Lê Văn Vân cũng đột nhiên thay đổi. Trước đó đám tiêm quỷ đều đáp xuống Bắc Cảnh, đại đa số người bình thường ở Bắc Cảnh đều đi sơ tán ra ngoài hết, người gác đêm chỉ cần đóng quân tại Bắc Cảnh, chỉ cần quy mô của bọn tiêm quỷ không lớn thì bọn họ sẽ khống chế được tình hình rất dễ dàng. Nhưng mà hiện tại tiêm quỷ rơi xuống bên ngoài Bắc Cảnh, Tình hình không mấy lạc quan, bởi vì có số lượng lớn những người bình thường đang sống, một khi đám tiêm quỷ đi vào nơi có người sống đông đúc sẽ tạo thành tổn hại cực lớn. Có tổn thất nhiều không? Lê Văn Vân thở ra một hơi hỏi. Tổn thất cũng không quá lớn, những nơi bọn chúng rơi xuống đều không phải là khu dân cư tụ tập đông người, mạng lưới ngầm người gác đêm bên này cũng đã nắm được tin tức từ trước, vì vậy đã rất nhanh chóng khống chế được tình hình. Nhưng mà lần này sau khi tiêm quỷ màu vàng rơi xuống, những tiêm quỷ bình thường này cũng bắt đầu rơi xuống bên ngoài Bắc Cảnh, đây sẽ là một chuyện vô cùng phiền phức. Phạm Nhược Tuyết từ từ thở ra một hơi nói, "Anh hiểu." Lê Văn Vân trầm ngâm nói, "Chỉ e là sự tồn tại của tiêm quỷ sẽ không giấu được người bình thường nữa, đám lão giả bọn họ nghĩ thế nào rồi?" Hiện tại toàn bộ người gác đêm đã bắt đầu hội nghị khẩn cấp, bây giờ một số đông người của khu tội ác đã xuất hiện ở thành phố bình thường, gần như đã thành loạn trong giặc ngoài. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi nói, hot đáng chết, Lê Văn Vân nhìn ngoài cửa sổ xe, lẩm bẩm nói. Trường 1009, tìm giúp MC đám cưới. Hot bảo số lượng lớn người ở khu tội ác rời khỏi nơi này, điều này khiến cho người gác đêm phải chịu áp lực cực lớn. Hiện tại người gác đêm đang rơi vào tình cảnh loạn trong giặc ngoài, bây giờ số người ra khỏi khu tội ác đã quá nhiều, hơn nữa đám tiêm quỷ cũng đã bắt đầu rơi xuống khắp mọi nơi trên thế giới lần trước cả một lượng lớn tiêm quỷ kia vẫn luôn không công kích bên ngoài, có lẽ là đang làm chuyện này đây. Hiện tại nếu như bọn họ rơi xuống mọi nơi trên thế giới vậy thì áp lực của người gác đêm thực sự quá lớn. Phạm Nhược Tuyết thở dài một hơi nói, e là ngày tháng yên bình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi, khoảng thời gian tới đây mạng lưới ngầm sẽ hoàn toàn khởi động, chúng ta cũng có thể sẽ đi nhận nhiệm vụ bất kỳ lúc nào. Ừ, Lê Văn Vân gật đầu nói, cố gắng ở bên nhau đi, đợi sau khi trở về Lâm Hải, các người dẫn theo cả tên nhóc Khương Vĩ đi cùng nữa, để cậu ta bắt đầu làm quen với một số hành động của người gác đêm. Đầu óc cậu ta nhanh nhạy, cho cậu ta chút thời gian thích nghi, sau này cậu ta sẽ nghĩ cách, có thể trợ giúp rất nhiều cho chúng ta đấy. Phạm Nhược Tuyết gật đầu, mọi người lục tục kéo nhau cùng đi đến đám cưới. Hôn lễ của Lý Thu cũng không quá hoành tráng, anh ta đặt ở một khách sạn ở ngoại thành Tô Chiết. Nói là khách sạn nhưng kỳ thực lại càng giống như một nông trại, đương nhiên diện tích vô cùng rộng lớn mấy ngày này thời gian đều đã được sắp xếp ổn thỏa lúc đám người lê văn vân tới nơi anh nhìn thấy bố mẹ lý thu đang bận rộn ở bên trong hai người đều vui mừng tươi cười đến mức không khép miệng được đám người lê văn vân dừng lại ở cửa anh vỗ bả vai lý thu nói ha coi như là anh đã hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ rồi nhé an nhiên ở bên cạnh lộ ra một nụ cười thẹn thùng s lê văn vân hỏi phù dâu phù rể của anh đâu đã chọn được chưa? Lý Thu gật đầu nói, mấy người các anh còn gì, anh và Cố Bạch làm phù rể, anh tiêu lớn tuổi quá rồi, làm phù rể không hợp lắm, để anh ấy làm người chứng hôn cho chúng tôi. Mẹ nó, Trần Tiêu rất ít khi nói chuyện, không nhịn được mắng một câu, tôi không làm. Người chứng hôn cần phải đọc diễn văn, Trần Tiêu cả ngày nặn không ra một chữ, bảo anh ta làm người chứng hôn đúng là muốn đòi mạng anh ta. Lý Thu ho khan một tiếng, nói tôi biết mà người chứng hôn thì chắc chắn phải để cho gì doãn đảm nhận mới được bất kể tuổi tác hay là uy tín đều cực kỳ đủ doãn nhu hiện tại bà ta đã quen với việc đám người lê văn vân nói nhảm bà ta cũng không vùng vằng bỏ đi nữa chỉ còn nước gật đầu sau đó lý thu lại cười hì hì nhìn về phía phạm nhược tuyết và hoàng thi kỳ nói bác sĩ phạm thi kỳ hai người các cô làm phù dâu cho chúng tôi nhé ánh mắt hoàng thi kỳ sáng bừng lên nói nói ra thì đời này tôi chưa từng tham dự đám cưới bao giờ, tôi phải lên mạng tìm kiếm hẳn hoi, không thể để cho các anh cướp người đi đơn giản quá được. Trước kia cô ấy luôn ở trong đám người gác đêm, thỉnh thoảng mới được đi đám cưới trong nội bộ người gác đêm, nhưng đám cưới nội bộ đa phần đều rất đơn giản, hoàn toàn khác với đám cưới ở thành phố bình thường. Vậy còn MC đám cưới thì sao? Đoàn người hôn lễ thì sao? Đã mời đủ chưa? Lê Văn Vân hỏi. Lý Thu hơi sửng sốt, sau đó hoang mang lắc đầu nói, không có. Tôi quên mất rồi. Lê Văn Vân choáng váng, anh nghĩ gì đó, bỗng nhiên lên tiếng, nói ra thì tôi cũng có quen một MC ngôi sao đấy. Có điều tôi sợ mời qua đây thì sẽ cướp spotlight của anh, gần đây hình như cô ấy còn khá nổi tiếng cơ. Người anh đang nói đương nhiên là Lưu Giai. Này này, lão đại, bây giờ anh đã bắt đầu chơi với ngôi sao rồi à? Được đấy nhỉ, cô Bạch nói, hay là giới thiệu cho tôi đi. Cút đi lê văn vân bĩu môi nói nếu như anh cần thì tôi có thể mời cô ấy đến đây vậy anh mời đi lý thu gật đầu nói nếu có mc ngôi sao qua đây thì sẽ thú vị hơn đấy lê văn vân gật đầu sau đó lấy di động ra tìm số của lưu giai rồi nhấn nút gọi rất nhanh chóng ở đầu dây bên kia trong giọng nói của lưu giai mang theo âm thanh hứng phấn nói alo lê văn vân à lê văn vân ho khan một tiếng nói à cái gì nhỉ dạo này sao rồi tôi thật sự nên cảm ơn anh. Sau khi tôi diễn bộ phim của tập đoàn Hán Vũ, tôi đã ký hợp đồng với một công ty quản lý của tập đoàn Hán Vũ. Họ đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng đang dần nổi tiếng hơn. Lưu Giai nói với giọng điệu phấn khích, và sau đó trong chốc lát cô ta như nghĩ tới điều gì đó lại nói tiếp có chuyện gì vậy. Có việc gì anh cần tôi làm à? Khụ khụ, Lê Văn Vân hơi xấu hổ. Dẫu sao trước kia cũng không liên lạc gì với Lưu Giai, Hiện giờ vừa gọi đã nhờ người ta giúp đỡ. Có điều anh vẫn cười nói, là thế này, tôi có một người anh em cực kỳ cực kỳ thân thiết sắp kết hôn, anh ấy đang chưa có MC dẫn đám cưới. Tôi nghĩ nếu như cô có thời gian rảnh liệu có thể đến giúp anh ấy làm MC đám cưới có được không? Được, Lưu Gia Vội vàng nói, lúc trước khi tôi còn nghèo khó, thỉnh thoảng cũng sẽ nhận một số hoạt động như vậy, tôi chuyên làm mà, đám cưới diễn ra khi nào thế? đám cưới tổ chức vào ngày kia, thêm cả hôm diễn tập có lẽ là ngày mai cô phải qua đây mới được. Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, xin lỗi, hơi gấp rút quá. Không sao, bây giờ tôi sẽ lùi công việc lại trước đã. Anh gửi địa chỉ cho tôi đi, Lưu Giai nói. Lê Văn Vân gật đầu, sau khi cúp điện thoại, anh phát hiện ánh mắt mấy người bọn họ đang nhìn anh đều có vẻ gì đó không đúng lắm. Vẻ mặt đám người Lý Thu ai nấy đều mang vẻ trêu chọc mà ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết thì lạnh lùng như băng tuyết. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, lúc trước đã cứu cô ấy một lần. Lê Văn Vân nói, đừng có giải thích, giải thích đồng nghĩa với che giấu, tôi thấy anh đang trột giả thì có. Cố Bạch nói, bác sĩ Phạm, nếu như tôi mà là cô, tôi tuyệt đối sẽ không thèm để mắt tới kiểu đào hoa như lão đại đâu, cô có cần cân nhắc đến tôi hay không? Tôi cảm thấy anh có bệnh đấy, tôi định trị liệu cho anh một chút. Phạm Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Bạch. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện, bố mẹ Lý Thu cũng chú ý tới bên này, đi từ bên trong ra ngoài. Bố Lý Thu bước tới, nhìn đám người Lê Văn Vân từ đầu đến chân, hỏi "Thu Thu à, đây là chiến hữu của con đấy hả?" Con trai sắp kết hôn, hàng năm đều ở bên ngoài, lại nói với bố mẹ là mình đã gia nhập vào một tổ chức bí mật bảo vệ quốc gia, chỉ là không thể công bố ra bên ngoài, bao gồm cả bố mẹ của mình cũng không được. Thế nên bố mẹ đều tưởng rằng con trai đi vào trong quân đội, nhưng mà lúc nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, hai bố mẹ lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Ông cảm thấy có nhìn thế nào cũng không thấy đám người Lê Văn Vân đã được tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp. Cháu chào cô chú, lúc này, Lê Văn Vân bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Nghiêm. Chỉ trong chớp mắt, mọi người dùng hết sức chiến đấu, ai nấy đều thẳng lưng ưỡn ngực đứng thành một hàng, sau đó hành lễ với bố mẹ Lý Thu, chúng cháu chào cô chú bọn họ là những người gác đêm tất nhiên bọn họ rất chuyên nghiệp về phương diện này nhìn thấy động tác đồng đều của lê văn vân và những người khác bố mẹ không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc trong mắt sau đó cười nói ôi đừng khách sáo đừng khách sáo nhé ở bên cạnh lý thu thở dài nhẹ nhõm một hơi tới buổi tối lưu giai xong xuôi công việc bên này liền ngay lập tức chạy đến tô chiết sau đó bọn họ bắt đầu tiến hành diễn tập buổi hôn lễ suốt cả đêm chương 1010, anh đi được sao? Dù sao Lưu Giai cũng là người có tiếng tăm, để tránh không gây xôn xao, cô đã được sắp xếp ở lại nông gia nhạc này. Lê Văn Vân và Lưu Giai hàn huyên một lúc, sau đó, anh đi theo người ta quay về khách sạn. Tiếp theo, anh chỉ việc chờ đến ngày mai để giải quyết chuyện tập đoàn Hãn Vũ, sau đó mới yên tâm chờ đến khi hôn lễ của Lý Thu kết thúc. Ngày hôm sau, khi Lê Văn Vân vừa tỉnh ngủ, anh đã nhận được tin nhắn của Tô Tín gửi tới, trong tin nhắn có nói, Tô Tín đã hẹn nhóm Sa Trấn Vũ ra ngoài rồi, vị trí là ở một nơi ngay bên cạnh địa điểm nổi tiếng của Tô Chiết. Vì chuyện có liên quan đến người khu tội ác, nên Lê Văn Vân cũng không đưa Liễu Ngọc đi cùng với mình, anh chọn một mình đi tới nơi cần đến trước. Khoảng trên dưới 11 giờ sáng, cuối cùng Lê Văn Vân cũng đã tới khách sạn, lúc đi đến cửa, một người phục vụ tiến lên chào đón và hỏi, xin hỏi mấy anh là. Có hẹn trước, Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, mở miệng nói 301. Mời đi bên này, người phục vụ kia đáp, cô ta đưa Lê Văn Vân vào trong nhà ăn theo đúng nhiệm vụ của mình. Sau đó, khi tới trước một căn phòng thuê ở lầu 3, cô ta ngừng lại nói là nơi này. Lê Văn Vân gật đầu đáp cảm ơn. Đợi đến khi người phục vụ nọ rời đi, Lê Văn Vân cũng không có bước vào ngay lập tức, anh đứng trước cửa chờ. Lúc này, ở trong phòng, một giọng nói có phần lạnh nhạt vang lên, tôi tin, ông có ý gì hả? Tô Tín cười khổ một tiếng, mở miệng tổng giám đốc xa, là thế này, hiện tại tôi bị kẹp giữa các anh và tập đoàn Hán Vũ, thật sự là có chút khó khăn cho tôi, mà giờ bên tập đoàn Hán Vũ cũng liên tục gây phiền toái cho tôi. Ngài xem, chỉ bằng nhường dự án lần này đi, rồi tôi sẽ cung cấp cho ngài. Chuyện đó thì liên quan quái gì tới tôi, hiện tại hợp đồng cũng đã ký xong rồi, không lẽ ông lại định lật kèo đổi ý sao? Lúc này, một giọng nói với ngữ điệu cười như không cười vang lên sắc mặt Tô Tín hoàn toàn biến đổi, không phải tôi muốn đổi ý, mà ý của tôi là, chúng ta có thể tìm một phương pháp thỏa thuận khác được không, ví dụ như. Không có ví dụ, nếu đã ký kết xong rồi, thì dự án này đương nhiên phải nằm trong tay chúng tôi, nếu ông tìm chúng tôi tới chỉ để nói mấy chuyện nhảm nhí thế này, thì ông có thể cút rồi đấy. Giọng nói lạnh nhạt trước đó lại vang lên lần nữa. Lê Văn Vân đứng ngoài cửa nghe chỉ cảm thấy cạn lời. Người từ khu tội ác ra, quả thật là quá ngang tàn cứng rắn. Dầm, anh cũng lười phải nghe tiếp, một chân đá văng cánh cửa phòng, sau đó ra vẻ ngạc nhiên tấm tắc nói cũng oai phong lẫm liệt thật. Mà Tô Tín vừa nghe thấy giọng nói này, ông ta chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Lê Văn Vân, ông ta không thể trêu vào, sau lưng anh có Lão Tần, nếu đắc tội với Lão Tần, sau này có muốn làm ăn ở Tô Chiết cũng khó có thể êm xuôi. Về phần xa Trấn Vũ, ông ta lại càng không thể đắc tội nổi, lúc này ông ta có cảm giác như ăn phải phân nhưng ông ta vẫn vội vàng lên tiếng giới thiệu vị này chính là anh lê của tập đoàn hãn vũ anh ta hy vọng có thể được thương lượng trực tiếp với anh con mẹ nó chứ tôi không quan tâm cái gì mà tập đoàn hãn vũ quái gì cả bản hợp đồng này đã ký xong dù thiên vương tới cũng chẳng để làm gì giọng nói lạnh nhạt của người nọ lại vang lên lần nữa lê văn vân nhìn lướt qua bọn họ cũng nhìn về phía anh trong phòng Ngoài Tô Tín ra thì có tổng cộng 3 người, hai gã đỉnh cấp và một người siêu cấp. Ánh mắt Lê Văn Vân tập trung vào gã siêu cấp kia, nhìn thoáng qua thì là một người cỡ tuổi trung niên, tầm khoảng 40 tuổi gì đó, người này mặc một chiếc áo gió, cả người nồng nặc mùi máu tanh. Lại là một tên siêu cấp không trong bảng, trong lòng Lê Văn Vân khẽ động. Rất hiển nhiên, người này chính là Sa Trấn Vũ, thời điểm anh ta nhìn thấy Lê Văn Vân bước vào, cơ thể bỗng sững lại, nét mặt có phần cứng đờ. Bên cạnh anh ta, người nói chuyện nọ nhìn về phía Lê Văn Vân, rõ ràng rồi, người đó hoàn toàn không nhận ra Lê Văn Vân, thậm chí còn mở miệng nói với nét mặt khinh thường, nhóc con, đừng tưởng bở là mình ghê gớm, cút được xa bao nhiêu thì cút xa bấy nhiêu đi. Tôi không quan tâm anh hay tập đoàn Hãn Vũ quái gì cả, dự án lần này, chúng tôi lấy. Câm miệng, lúc này, Sa Trấn Vũ đứng bên cạnh anh ta vội mở miệng hét, đồng thời, trên trán Sa Trấn Vũ lúc này đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh người vừa nói chuyện kia hơi sửng sốt một chút lúc này anh ta mới nhận ra lê văn vân đã đóng cửa lại sau đó anh tập trung ánh mắt về phía anh ta nói với giọng điệu rất có hứng thú anh tên châu sâm đúng không sa trấn vũ vội vàng gật đầu nói đúng vậy đây là châu sâm tôi tên sa trấn vũ chào anh lê châu sâm hơi sửng sốt anh ta không nghĩ sa trấn vũ sẽ đối xử khách sáo với lê văn vân như vậy lúc này nét mặt của người ngồi bên cạnh kia đột nhiên biến đổi Mở miệng nói, "Anh, anh là Lê Văn Vân." Vừa nghe thấy cái tên này, đôi đồng tử của Châu Sâm đột nhiên co rút lại, nhìn Lê Văn Vân đứng với nét mặt cười như không cười kia, anh ta cảm giác ngồi cũng không yên, xương cốt đều mềm nhũn hết cả, cơ thể đang ngồi trên ghế bỗng trượt xuống dưới. Lê Văn Vân không nói gì, anh kéo một chiếc ghế dựa ra rồi ngồi xuống, sau đó cầm chén trà, nhìn xa trấn Vũ cười tủm tỉm nói, "Ở khu tội ác tôi chưa từng nghe qua về anh, giờ từ khu tội ác ra?" tôi nghĩ đại đa số đều là người của hotzis và anh cũng vậy đúng không sắc mặt xa trấn vũ thay đổi liên tục anh ta khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán vội vàng gật đầu nói đúng vậy đúng là tôi làm việc cho ngài hotzis tôi cũng thường xuyên nghe ngài hotzis nhắc tới ngài trước đó tôi cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngài một mình chiến đấu với bốn gã siêu cấp ngài hotzis còn nói ngài là bạn tốt của ngài ấy xin lỗi tôi không phải là bạn ông ta và trong vòng mấy ngày nữa thôi Tôi sẽ tới lấy cái mạng chó của ông ta." Lê Văn Vân cười tủm tỉm nói, sau đó lại hỏi với vẻ mặt cười như không cười, "Anh cứ một hai đòi phải giành được dự án lần này, có phải là vì muốn thâu tóm hòn đảo nhỏ kia không?" "Ngài Lê Văn Vân, tôi thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn không biết dự án này có liên quan đến ngài, nếu tôi biết, có cho tôi một vạn cái lá gan tôi cũng không dám giành chứ đừng nói. Dự án lần này tôi sẽ trả lại vẹn nguyên cho ngài, mong ngài đừng để bụng." sa chấn vũ lại lau mồ hôi lạnh đôi mắt lê văn vân hơi hơi nhíu lại anh nhìn về phía tô tín bên cạnh lúc này tô tín vẫn đang ngây ngốc ông ta đã tận mắt chứng kiến rốt cuộc những người này thuộc loại khủng bố tới trình độ không thể tin nổi rồi nhưng hiện tại thời điểm bọn họ đối mặt với lê văn vân họ lại thành thật giống như đợi dê con đợi làm thịt thậm chí là hoàn toàn không có ý định dám phản kháng chỉ với cái tên Lê Văn Vân thôi cũng có thể khiến cái tên vừa mới vài giây trước còn diễu võ dương oai giờ đến rắm cũng không dám đánh một cái, lại còn ngồi một bên với dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Lê Văn Vân nhấp một ngụm trà, sau đó lại nói Tổng Giám Đốc Tô, vậy mời ông rời đi trước, chuyện này ông không cần phải xen vào, dự án này sẽ về tay tập đoàn hãn vũ chúng tôi, đợi đến lúc đó, tự khắc sẽ có người liên hệ với ông, đàm phán lại các điều lệ một lần nữa. Tô Tín vội vàng gật đầu nói, được trên thực tế ông ta đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu ông ta cảm giác nơi này quả thực quá nguy hiểm đợi đến khi tô tín rời đi lê văn vân lại nhìn về phía xa trấn vũ cười tủm tìm xa trấn vũ ho khan một tiếng rồi nói ngài lê văn vân ngài thấy đấy chúng tôi đã tự nguyện nhường dự án lần này lại cho ngài rồi nếu không còn chuyện gì khác nữa thì chúng tôi xin phép rời đi trước đi lê văn vân nhìn anh ta hỏi với nét mặt cười như không cười anh đi được sao toàn thân xa chấn vũ run lên thứ nhất với tư cách là người của thế giới ngầm các người ép mua ép bán phá hỏng quy tắc tôi là người gác đêm đương nhiên không thể mặc kệ được lê văn vân nhàn nhạt, nhạt nói thứ hai anh là thuộc hạ làm việc cho hotzis lại còn là siêu cấp địa vị hẳn rất cao nếu giờ các người chịu nói rõ mục đích thật sự của các người khi giành lấy dự án này là gì tôi có thể suy xét tha cho anh một mạng audio điện tử võ tấn bền